giá heo hơi hôm nay ngày 28 tháng 3 giảm rải rác ở khu vực phía bắc giá heo hơi hôm nay tại miền bắc giảm nhẹ theo ghi nhận giá heo hơi tại miền bắc giảm 1.000 đồng/kg ở một vài địa phương cụ thể hai tỉnh lào cai và ninh bình cùng điều chỉnh giá heo hơi về mức 59.000 đồng/kg tương tự tỉnh thái bình đưa giá thu mua về mốc 60.000 đồng/kg giá heo hơi hôm nay tại miền bắc dao động trong khoảng 59.000 đến 61.000 đồng/kg Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 61.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 60.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 59.000 đồng mỗi kg, Hương Yên là 61.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 60.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 61.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 60.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 60.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 61.000 đồng mỗi kg. Vĩnh Phúc là 60.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 61.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 59.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 61.000 đồng kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên lặng sóng, thị trường heo hơi miền Trung, Tây Nguyên không ghi nhận biến động mới về giá. Theo đó, heo hơi tại Lâm Đồng và Bình Thuận đang được giao dịch với giá cao nhất là 61.000 đồng kg. Các địa phương còn lại duy trì giao dịch ổn định trong khoảng 59.000 đến 60.000 đồng kg. Hiện tại giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 59.000 đến 61.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 60.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 59.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 60.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 59.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 59.000 đồng mỗi kg. Thừa Thiên Huế là 59.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 59.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 59.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 59.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 59.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 61.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 60.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 59.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 61.000 đồng kg, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam đi ngang. Tại miền Nam, giá heo hơi đồng loạt đứng yên trên diện rộng, trong đó giá heo hơi cao nhất khu vực là 62.000 đồng mỗi kg, tiếp tục được ghi nhận tại Đồng Nai, thương lái ở các địa phương khác duy trì giao dịch trong khoảng 60.000 đến 61.000 đồng kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 60.000 đến 62.000 đồng kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Bình Phước là 60.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 62.000 đồng mỗi kg. Thành phố Hồ Chí Minh là 60.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 61.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 60.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 61.000 đồng mỗi kg, Long An là 60.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 61.000 đồng mỗi kg, An Giang là 60.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 61.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 60.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 61.000 đồng mỗi kg. Hậu Giang là 60.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 60.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 60.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 60.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 60.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 61.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 60.000 đồng mỗi kg.